Thưa quý vị, quận Tây Hồ vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận giai đoạn 2019-2024. Thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quận Tây Hồ đã phát triển sâu rộng, sôi nổi, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có nhiều mô hình mới, cách làm hay, cách làm sáng tạo, phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. 5 năm qua, lực lượng vũ trang quận Tây Hồ đã được chính phủ tặng bằng khen, hàng năm liên tục được Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng cờ thi đua xuất sắc. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang quận tích cực chủ động hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước.